Mình tên là Đức Quảng Thạnh, mình sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc mà mình 18 tuổi, nó đam mê khiến cho mình bỏ học luôn. Từ lúc đó thì nói chung là làm cái nghề bếp này cũng khó khăn lắm. Nếu mà không có đam mê thì đâu có theo đuổi được cái nghề. Nếu mà mình có sự đam mê, theo nghề thích đi thì mình mới làm được. Nếu mà có cơ hội đi nước ngoài làm việc thì mình cũng thử để những làm những món ăn gia cho những bạn bè quốc tế, những thực khách để họ thưởng thức. Nhưng mà đến với Thạnh thì ở lại lâu dài thì chắc không có. Thì đây là nước Việt Nam mà. Mình sinh ra ở đây, mình rất là thích Việt Nam. Mình không muốn đi đâu, mình muốn ở lại Sài Gòn. Mình tên là Đức Quảng Thạnh, mình năm nay 39 tuổi, mình sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người Việt gốc Hoa. Với mình làm bếp thì cũng được 19 năm kinh nghiệm. Nếu nói về một đầu bếp chuyên nghiệp thì mình cần 3 yếu tố. Thứ nhất là mình phải có cái sự đam mê. Từ lúc mà mình 18 tuổi, nó đam mê khiến cho mình bỏ học luôn. Từ lúc đó thì nói chung là làm cái nghề bếp này cũng khó khăn lắm. Nếu mà không có đam mê thì đâu có theo đuổi được cái nghề. Nhưng mà với đam mê thì chưa đủ, mình phải có sáng tạo. Sáng tạo những cái món mới, thay đổi những cái thực đơn. Tức là mình làm ra những cái món mới cho thực khách thưởng thức. Mỗi khi thực khách thưởng thức mà cảm thấy nó lạ, lạ mắt, món này ngon, mới quá, thì mình cảm thấy rất là vui, giảm bớt những căng thẳng đi. Thứ ba là mình phải có am hiểu. Ví dụ mình chọn món Hoa, cách nấu của mình á thì nấu theo kiểu truyền thống. Thạnh á thì muốn thay đổi cái trình bày, mình muốn cách trình bày của món ăn của mình theo cách Âu, nhưng mà ăn thì nó mang hương vị của truyền thống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hai món. Món thứ nhất là món tôm hùm sốt rượu vang tiêu đen. Món thứ hai là món mai cua nhồi nấm và cua sốt sữa. Thì nói về cái món cua đi. Thường thì thực khách e ngại nhất là cái việc mà ăn cua phải bóc vỏ, dơ tay của họ, nên Thạnh mới lựa chọn gọi là thay đổi cách nấu. Thay vì nguyên con cua thì mình lại bóc thịt ra hết, xào lại với nấm, với lá cà ri và sốt sữa, nhồi vô lại mai cua. Thì lúc mà thực khách thưởng thức á, thì chỉ cần dùng tới muỗng và đĩa. Điểm đặc biệt món ăn này thì mấy bạn cũng biết rồi. Tất cả khách tới đây họ cũng đều ăn những cái món ăn giống như là hải sản. Thì Việt Nam của mình thì miền Trung là hải sản thì phong phú rồi. Nổi tiếng nhất là món tôm hùm Nha Trang. Cua thì ai cũng biết, cua Cà Mau rồi. Thì mình muốn lấy những cái món ăn ngon nhất của mình để làm cho thực khách. Khâu quan trọng nhất của mình là lựa chọn. Phải lựa chọn những cái thực phẩm mà tươi, ngon thì mình mới nấu ra một món ăn ngon được. Còn cái nữa là cái phối hợp. Ví dụ cái món ăn tôm hùm đó thì mình sơ chế ra một món ăn ngon thì mình phải có những cái sốt. Ví dụ hôm nay mình lựa chọn rượu vang, tiêu đen và nho. Nó mang phong cách Âu, Á. Những thực khách có thể là thưởng thức nó hơi lạ mà ngon miệng. Áp lực về công việc thì chắc chắn phải có rồi. Cái khó nhất đó của mình là ở đây là khách sạn 5 sao mà mình phục vụ những khách rất là cao cấp.
thì thường họ thường đòi hỏi những món ăn ngon. Cái áp lực của mình là nhiều lúc mình nghỉ ngơi, mình nghỉ phép với gia đình đi, thì mình cũng phải chạy vô để mình hoàn thiện cho một vụ cho khách. Thì đối với những bạn học nghề bếp, nếu mà yêu nghề không thì đâu có đủ đâu, mình phải có những cái sự đam mê. Thì nếu mà mấy bạn trẻ mà đang làm một cái nghề mà muốn chuyển qua làm nghề bếp đi, thì tôi khuyên mấy bạn là phải hiểu được, nếu mà mình có sự đam mê theo nghề, thích đi thì mình mới làm được. Còn nếu mà mình chỉ làm mà tới tháng lãnh lương thì thôi, đừng có làm nghề bếp nữa. Nó không có đam mê thì đừng có làm. Nếu mà có cơ hội đi nước ngoài làm việc thì mình muốn thử để những làm những món ăn gia cho những bạn bè quốc tế, những thực khách để họ thưởng thức. Nhưng mà đến với Thạnh thì ở lại lâu dài thì chắc không có. Thì đây là nước nước Việt Nam mà. Mình sinh ra ở đây, mình rất là thích Việt Nam. Mình không muốn đi đâu. Mình muốn ở lại Sài Gòn.